올려주세요. 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 Hãy đưa lên. 올려주세요. Hãy đưa lên. Các bạn sẽ có gốc ở đây là 올리다. Cái từ 올리다 nó mang nghĩa là đưa lên hoặc là nhấc lên ấy, 올리다. Khi mà cái dạng đuôi câu đề nghị yêu cầu nhờ vả, các bạn sẽ có là 올려주세요. Làm ơn hãy đưa lên đi. 한번 보여주세요. 한번 보여주세요. 한번 보여주세요. Hãy cho xem một lần hoặc là hãy cho tôi xem một lần đi. 한번 보여주세요. Hãy cho xem một lần. 한번 có nghĩa là một lần. 보여주다 là cho xem. 뭐뭐세요? 한번 보여주세요. Hãy cho tôi xem một lần đi ạ. 틀어주세요. 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 Hãy mở lên đi. Hoặc là hãy vặn lên đi. Các bạn sẽ có 틀어주세요. Hãy mở lên đi. Hiểu là có thể là mở đài, mở tivi đấy. Hoặc là vặn tivi, vặn tiếng to lên đấy. Các bạn sẽ có gốc động từ đây là 틀다. 틀다 mang nghĩa là mở hoặc là vặn hoặc là xoay. 틀어주세요. Hãy mở lên đi. Làm ơn hãy mở lên đi. 질러주세요. 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 Hãy hét lên. 질러주세요. Hãy hét lên đi. Các bạn sẽ có ở đây gốc động từ là 지르다. 지르다 mang nghĩa là hét hoặc là hô. 지르다. Khi mà các bạn chia theo đuôi theo cái kiểu cấu trúc là động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là do kết hợp với 주세요 mang nghĩa là làm ơn hãy làm cái gì đó, thì các bạn sẽ có trường hợp là 지르다 chuyển thành 질러 cộng với 주세요. 질러주세요. Hãy hét lên. Các bạn chú ý về cách phát âm nhé. Phát âm thành âm L. 질러주세요. Hãy hét lên đi. 앉아주세요. 앉아주세요. Xin mời ngồi hoặc là mời ngồi đi ạ. 앉아주세요. Làm ơn hãy ngồi đi ạ. 앉아주세요. Các bạn chú ý về cách phát âm ở đây là phát chim kép, phụ âm kép. Thế thì các bạn sẽ giữ lại một phát chim để các bạn phát âm. Các bạn phát âm là 앉아. 앉아주세요. Xin mời ngồi đi ạ. Làm ơn hãy ngồi đi ạ. 잘 모릅니다. 잘 모릅니다. 잘 모릅니다. Tôi không biết rõ. 잘 모릅니다. Tôi không biết rõ. Cái từ 모르다 gốc là 모르다 mang nghĩa là không biết. Ở dạng đuôi câu lịch sự trang trọng các bạn sử dụng với 비읍니다. 모릅니다 là không biết. Còn cái từ 잘 đứng đằng trước của động từ hoặc là các bạn sẽ hiểu là nó mang nghĩa là rõ hoặc là giỏi hoặc là tốt. Trong trường hợp này 잘 모릅니다 là tôi không biết rõ, tôi cũng không biết rõ lắm. 잘 모르겠는데요. 잘 모르겠는데요. Tôi không rõ. 잘 nó cũng giống với câu trên đều là tôi không biết rõ và một hình thức kết thúc đuôi câu khác cũng nhẹ nhàng. 잘 모르겠는데요. Tôi không rõ đâu. 뭐라고요? 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 Anh nói gì? 뭐라고요? Hoặc 뭐라고요? Anh nói gì? Anh nói gì vậy? Mua mà nghĩa là gì? Cái gì? 라고요? Đây là một đuôi câu trích dẫn gián tiếp. Mua 라고요? Anh nói gì? Anh nói gì thế? Có thể là cái người kia vừa nói rồi nhưng mà người này không nghe rõ hoặc là muốn hỏi lại. Anh nói gì vậy? Anh vừa nói gì thế? Mua 라고요? Anh nói gì thế? Anh nói gì? 잘안 들립니다. 잘안 들립니다. 잘안 들립니다. Tôi nghe không được rõ. Nó sẽ có từ đây là từ trai tốt này, rõ hoặc là giỏi này, ăn là không. Trai trai ăn là không rõ hoặc là không không rõ tốt, không giỏi. Còn thư ly tả các bạn sẽ có gốc là thư ly tả mang nghĩa là nghe được hoặc là được nghe đấy. Thì trai ăn thứ lim nỉ tả, tôi nghe không được rõ. Tức là ai đó nói nhưng mà tôi nghe không được rõ lắm. Trai ăn thứ lim nỉ tả. 복잡해서 잘안 들려요. 복잡해서 잘안 들려요. Phức tạp nên tôi không nghe rõ. 복잡해서 mang nghĩa là vì. So đây mang nghĩa là vì nên. Các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi a, o hoặc là do kết hợp với so mang nghĩa là vì nên. Các bạn sẽ có ở đây là 복잡하다. 복잡하다 mang nghĩa là phức tạp. Còn khi mà nói vì phức tạp sẽ là 복잡해서 vì phức tạp nên.
잘안 들려요. 네, tôi nghe không được rõ. 떠들지 마세요. 떠들지 마세요. 떠들지 마세요. Đừng làm ồn. 떠들다 mà nghĩa là làm ồn ấy. Còn động từ cộng với 지 마세요 đuôi câu mệnh lệnh cấm đoán. 떠들지 마세요. Đừng làm ồn. 좀 크게 말씀해 주세요. 좀 크게 말씀해 주세요. Xin hãy nói to lên chút ạ. Chôm là một chút, một ít. Khư là một cách thật là to. Mal sum hata, động từ dạng kính ngữ của từ mal hata, mà nghĩa là nói, mal hata. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng kính ngữ sẽ là mal sum hata. Còn dạng thông thường của nó sẽ là marata. Khư kê, mal sum he chuseo. Xin hãy nói to lên, lên ạ. Chôm khư kê là một chút. 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. Tôi không biết ý anh là gì. 무슨 뜻, tức có nghĩa là ý tứ đấy. 무슨 뜻 là ý tứ của anh hoặc là ý gì. 인지 có nghĩa là cái ý gì thì 잘 모르겠어요 thì tôi không biết. 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. Tôi không biết ý anh là gì hoặc là ý của anh là gì, tôi không biết. 전혀 안 들려요. 전혀 안 들려요. Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả. 전혀 mà nghĩa là hoàn toàn. An là không. Tư lời là nghe được hoặc là nghe thấy. Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả hoặc là tôi hoàn toàn không nghe được cái gì cả. 전혀 안 들려요. 시간 좀 내주시겠어요? 시간 좀 내주시겠어요? Có thể dành cho tôi chút thời gian không? 시간 là thời gian, 좀 là một chút, 내다 động từ đây là 내다 mà nghĩa là dành. 시간 내다 là dành thời gian, kết hợp với 주시다 thường sẽ là gì nhỉ? 주다 thôi, nhưng ở đây thêm cái từ 시 thể hiện kính ngữ trang trọng hơn. Có thể dành cho tôi một chút thời gian không? Đây là câu hỏi một cách khiêm tốn nhé. 시간 좀 내주시겠어요? Có thể dành cho tôi chút thời gian không ạ? 오늘 시간 어떠세요? 오늘 시간 어떠세요? Hôm nay thời gian thế nào? 오늘 시간 어떠세요? Hôm nay thời gian thế nào? Hoặc hiểu là hôm nay anh có thời gian không đấy? 어떠세요? Thế nào? 오늘 저녁 괜찮으세요? 오늘 저녁 괜찮으세요? Tối nay không sao chứ ạ? 오늘 저녁 là tối nay, 오늘 저녁 괜찮다 là không sao hoặc là ổn. Tối nay không sao chứ ạ? 오늘 저녁 괜찮으세요? Tối không sao chứ ạ? Tối nay ổn chứ hoặc là tối nay có thời gian chứ? 오늘은 약속이 있는데요. 오늘은 약속이 있는데요. Hôm nay tôi có hẹn. 오늘은 hôm nay thì 약속 các bạn gấp đôi phụ âm lên. 약속 có nghĩa là cuộc hẹn ấy. 있는데요 phát âm là in. 있는데요 tôi có hẹn. 오늘은 약속이 있는데요. Hôm nay thì tôi có hẹn rồi. 무슨 일이 있어요? 무슨 일이 있어요? Có việc gì thế hoặc là có việc gì vậy? 무슨 일 là chuyện gì hoặc là việc gì. 있어요 có. 그럼 내일 어때요? 그럼 내일 어때요? Vậy ngày mai thế nào? 그럼 vậy hoặc là vậy thì hoặc là thế thì. 내일 ngày mai 어때요? Thế nào? 그럼 내일 어때요? Vậy ngày mai thế nào? 내일은 시간이 있어요. 내일은 시간이 있어요. Ngày mai thì tôi có thời gian. 내일은 ngày mai thì 시간이 있어요. Tôi có thời gian. Nếu mà không có thời gian các bạn sẽ nói là 내일은 시간이 없어요. Các bạn sẽ có từ đối nghĩa về nó sẽ là 없다. 없다 là không có. Khi mà các bạn chia theo đôi vô sẽ là 없어요. 내일은 시간이 없어요. Viết nó hơi bị xấu một chút, các bạn thông cảm nhé. 주말은 어때요? 주말은 어때요? Cuối tuần thì sao? 주말, 주말은 어때요? Cuối tuần thì sao? 주말 là cuối tuần, 어때요? Thì sao? Thế nào? 주말도 괜찮아요. 주말도 괜찮아요.
cuối tuần cũng được. 주말도 là cuối tuần, cũng, 또 là cũng. 괜찮아요, 괜찮아요. Cũng không sao, cũng ổn, cũng ok, cũng được. Ở đây các bạn có thể thay thế là với cái từ 좋다. 주말도 좋아요. Các bạn có thể dùng với từ 좋다 cũng được nhé. 주말도 좋습니다. 주말도 좋아요. 생각할 시간을 좀 주세요. 생각할 시간을 좀 주세요. 저도 주 thời gian suy nghĩ. 생각할 시간 là thời gian suy nghĩ. 좀 là chút ít, 주세요 là hãy cho. 생각할 시간을 좀 주세요. Ở đây các bạn sẽ chú ý về cách phát âm g và h khi mà kết hợp với nhau thì các bạn đọc nối lên thành âm khờ sẽ là 생각할. 생각할 시간을 좀 주세요. 시간이 너무 많이 걸리네요. 시간이 너무 많이 걸리네요. Mất nhiều thời gian quá nhỉ. 시간, thời gian. 너무 là quá, 많이 là nhiều. 걸리네요, 걸리다 là mất. 네요, đối câu cảm thán thể hiện cái sự ngạc nhiên. 시간이 너무 많이 걸리네요. Mất nhiều thời gian quá nhỉ. 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? Thời tiết thế nào? 날씨, thời tiết, 어때요? Thế nào? 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. Thời tiết đẹp, thời tiết tốt. Thay cái từ 어때요 bằng một tính từ cụ thể. 좋아요, đẹp, tốt. 날씨가 엄청 좋아요. 날씨가 엄청 좋아요. Thời tiết thật tuyệt hoặc là thời tiết rất rất đẹp hoặc là thời tiết đẹp cực kỳ luôn. 엄청 là một từ thể hiện cái mức độ rất rất là hoặc là cực kỳ hoặc là vô cùng hoặc là dã man khủng khiếp. 날씨가 엄청 좋아요. Thời tiết đẹp khủng khiếp luôn. 날씨가 추워졌어요. 날씨가 추워졌어요. Trời trở nên lạnh. 날씨 thời tiết, 추워지다 là trở nên lạnh. Còn đã trở nên lạnh sẽ là 추워졌어요. Trời trở nên lạnh rồi. 날씨가 많이 춥죠? 날씨가 많이 춥죠? Trời lạnh lắm phải không? 많이 là nhiều, lắm. 춥다 là lạnh. Còn 지요, 지요 là chứ. Phải không? Phải chứ, đúng chứ. Là một cái đuôi câu hỏi mang tính chất xác nhận lại. Tức là lạnh lắm phải không? Đúng không? 다 먹고 이야기하세요. 다 먹고 이야기하세요. Ăn hết đi rồi hãy nói. 다 là tất cả, là hết. 먹다 là ăn. Từ cô ở đây là từ dùng để nối hai động từ. Nó mang nghĩa là và hoặc là rồi. 다 먹고 ăn đi rồi. 이야기하세요. 이야기하다 động từ mang nghĩa là nói. 하세요 rồi hãy nói. 리사 말 길게 해봐요. 리사 말 길게 해봐요. Lisa nói nhiều hơn đi. Lisa tên riêng, mal lời nói, kilke có nghĩa là một cách thật là dài đấy. Hebayo hãy thử nói dài hơn đi xem. Nói nhiều hơn, nói dài đi. Nói nhiều hoặc là các bạn hiểu là nói dài đi đấy. Tức là có thể là cái người bạn này rất là kiệm lời, ít nói thì chúng ta sẽ nói là Lisa mal kilke hebayo. Lisa ơi cậu nói dài hơn đi xem nào, nói chuyện nhiều đi xem nào. 너무 많이 했어요. 너무 많이 했어요. Mình đã làm quá nhiều rồi. 너무 많이 했어요. Mình đã làm quá nhiều rồi. 너무 là quá nhá. 많이 có nghĩa là nhiều. 했어요 là đã làm. Gốc động từ đây là 하다 là làm. Mình đã làm quá nhiều rồi. 그거 어디서 났어요? 그거 어디서 났어요? Bạn lấy nó ở đâu hoặc là bạn lấy cái đó ở đâu vậy? Cứ có cái đó, cái ấy. 어디서 là ở đâu? 났어요. 났어요 gốc của nó là từ 나다 mà nghĩa là lấy. 나다. 그거 어디서 났어요? Bạn lấy nó ở đâu vậy hoặc là bạn lấy cái đó ở đâu vậy? 시간 좀 내 주시겠어요? 시간 좀 내 주시겠어요? Có thể dành cho tôi chút thời gian không? 시간 là thời gian. 좀 내 주시겠어요? Câu này bị lặp lại, mình đã trình bày giải thích ở câu trước rồi. 어디서 돈이 났어요? 어디서 돈이 났어요?
Bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? 어디서 là từ đâu hoặc là ở đâu. 돈 là tiền. 났어요 là đã lấy. Đã lấy tiền ở đâu vậy? Các bạn cũng có thể đổi vị trí là 돈이 어디서 났어요? Bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? 너 혼나고 싶어? 너 혼나고 싶어? Em muốn bị mắng hả? 너 혼나고 싶어? Em muốn bị mắng hả? 너 là em, mày, tức là chỉ đối tượng xưng hô ngang bằng hoặc là nhỏ hơn chúng ta. 혼나다 mang nghĩa là bị mắng ấy. 고 싶다 mang nghĩa là muốn. Động từ cộng với 고 싶다 mang nghĩa là muốn bị làm sao. 너 혼나고 싶어? Em muốn bị mắng hả? Thông thường các bạn sẽ có chia theo đuôi thân mật lịch sự là đuôi yo đúng không? 혼나고 싶어요? Muốn bị mắng hả? Nhưng mà đây khi mà xưng hô với từ 너 là một từ xưng hô ở cái địa vị thấp kém dưới thì các bạn hoặc là trong mối quan hệ thân thiết các bạn không cần sử dụng với đuôi yo, chỉ cần nói là 너 혼나고 싶어? Em muốn bị mắng hả? Hoặc là em muốn bị ăn chửi hả? 화가 나요. 화가 나요. Nổi giận, tức giận. 화가 나요. Nổi giận. Gọi có từ hoa đây mà nghĩa là hỏa đấy, tức là cái sự nóng giận ấy. 화가 나요. Nổi giận. 화가 나지 마세요. 화가 나지 마세요. Đừng nổi giận mà. 화가 나다. Thế thì động từ cộng với 지 마세요. Đừng. 화가 나지 마세요. Đừng nổi giận mà. 얼굴이 여드름이 났어요. 얼굴이 여드름이 났어요. Mụn mọc trên mặt. 얼굴 là gương mặt ấy. 여드름 là mụn. 났어요 đã mọc. 얼굴이 여드름이 났어요. Mụn mọc ở trên mặt. Má xích kinh nhỏ. Ngon gì chứ? Các bạn sẽ có ở đây. Chúng ta sẽ có cấu trúc. Những cái câu giao tiếp này thì mình sẽ lồng ghép vào trong ngữ pháp để các bạn vừa học được câu vừa ghi nhớ được ngữ pháp tốt hơn. Chúng ta sẽ có đằng trước của kinh nhỏ làm động từ hoặc là tính từ. Tức là cái ngữ pháp này được dùng nó mang nghĩa là gì chứ? Thường thứ nhất, cách ý nghĩa thứ nhất là dùng để thể hiện sự khiêm tốn. Ví dụ khi ai đó khen bạn xinh thật đấy thì các bạn nói là xinh gì chứ. Hoặc khi là các bạn dùng để các bạn nhận xét, tức là nhận xét thể hiện cái ý kiến của chúng ta. Ví dụ ai đó bảo là cái món này ngon thế thì các bạn bảo là gì chứ? Ngon gì chứ? 맛있기는요. Ngon gì chứ? Như vậy thứ nhất là các bạn dùng để, thứ nhất là chê. Thứ hai là các bạn dùng để thể hiện cái sự khiêm tốn. 맛있기는요. Ngon gì chứ? Các bạn sẽ có tính từ ở đây là 맛있다. 맛있다 mà nghĩa là ngon. Các bạn bỏ 다 đi và gắn 기는요 vào gốc của tính từ. 맛있기는요. Ngon gì chứ? 예쁘기는요. 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 Xinh đẹp gì đâu? Hoặc xinh đẹp gì chứ? Các bạn có thể sử dụng với từ chứ và đâu. Ngon gì đâu? Hoặc là xinh đẹp gì đâu? Ngon gì chứ? Xinh đẹp gì chứ? 예쁘다 tính từ mang nghĩa là đẹp, xinh đẹp. Còn khi mà các bạn nói là có xinh đẹp gì đâu hoặc là có đẹp đâu thì các bạn sẽ nói là 예쁘기는요. 예쁘기는요. Xinh đẹp gì chứ? Xinh đẹp gì đâu? 도와주기는요. 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 Giúp đỡ gì đâu? Các bạn sẽ có ở đây kết hợp với động từ 도와주다 mà nghĩa là giúp đỡ cho. Còn 기는요. 도와주기는요. Giúp đỡ gì đâu? Ví dụ ai đó hỏi là chồng của cậu có giúp đỡ cậu việc nhà đúng không? Thì chúng ta sẽ đáp rằng 도와주기는요. Giúp đỡ gì đâu? Giúp đỡ gì chứ? Tức là anh ấy chẳng giúp đỡ gì cả. Hoặc khi mà ai đó nói rằng 도와주셔서 감사합니다. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Thì các bạn có thể nói rằng 도와주기는요. Giúp đỡ gì đâu? Thì khi các bạn nói như thế thì cũng thể hiện cái sự khiêm tốn một chút, tức là tôi có giúp đỡ được bạn cái gì đâu. 잘하기는요. 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 Giỏi gì đâu? Các bạn sẽ có ở đây 잘하다 mà nghĩa là làm tốt hoặc là làm giỏi một cái gì đó. Khi mà các bạn nói rằng tôi có giỏi gì đâu hoặc là giỏi gì chứ thì các bạn sẽ có 잘하다 bỏ 다 đi, gắn 기는요 vào gốc của động từ.
잘 하기는요, giỏi gì đâu, giỏi gì chứ. Như vậy, qua những cái bốn cái câu này và cái slide này thì mình giới thiệu đến các bạn cái ngữ pháp đó là động từ hoặc là tính từ cộng với 기는요, mang nghĩa là gì chứ, gì đâu. 맛있기는요, ngon gì chứ. 예쁘기는요, xinh đẹp gì đâu, xinh đẹp gì chứ. 도와주기는요, giúp đỡ gì đâu. 잘 하기는요, giỏi gì đâu, giỏi gì chứ. 벌써 여름이네요. 벌써 여름이네요. 벌써 여름이네요. Đã là mùa hè rồi. 벌써, 벌써 mà nghĩa là gì nhỉ? Thế là, vậy là, hoặc là vậy, hoặc là đã. 여름, 여름 mang nghĩa là mùa hè. Còn y trong từ y tà mang nghĩa là. Các bạn sẽ có cái đuôi cảm thán là đuôi đề yo, thể hiện cái sự cảm thán hoặc là ngạc nhiên hoặc là sự đồng ý trước một cái hiện tượng nào đó. 벌써 여름이네요. Vậy là, vậy đã là đã là mùa hè rồi. 벌써 vậy hoặc là đã đấy. 여름 mùa hè, y là này. 네요. 네요 các bạn ghi nhớ nhé, là đuôi câu cảm thán đã là mùa hè rồi. 가족이 많네요. 가족이 많네요. 가족이 많네요. Gia đình bạn nhiều người thế. 가족 là gia đình. 많다 các bạn sẽ có tính từ 많다 mang nghĩa là nhiều. Thì các bạn không hiểu lầm ở đây là nhiều gia đình nhé. Mà các bạn thể hiện cái sự cảm thán. Ví dụ các bạn đến nhà ai đó, các bạn thấy rất là nhiều người và các bạn cảm thán rằng 가족이 많네요. Gia đình bạn nhiều người thế, hoặc là gia đình anh chị nhiều người thật đấy. Thì cái từ 네요 các bạn thể hiện cái sự cảm thán ngạc nhiên khi phát hiện ra một cái điều gì đó. 한국어 잘 하시네요. 한국어 잘 하시네요. 한국어 잘 하시네요. Tiếng Hàn tốt thật đấy, hoặc là tiếng Hàn của bạn tốt thật đấy. 한국어 tiếng Hàn, 잘 하다 là tốt. Ở đây thêm cái từ 시 đứng sau động từ thể hiện cái ngữ 잘 하시다. Và các bạn bỏ ta đi gắn 네요 thể hiện sự cảm thán. 한국어 잘 하시네요. Tiếng Hàn tốt thật đấy. Tương tự các bạn có thể khen ai đó nói tiếng Anh giỏi nghĩa là gì nhỉ? 영어 잘 하시네요. 영어 잘 하시네요. Hoặc 베트남어 잘 하시네요. Tiếng Việt của bạn tốt thật đấy. Hoặc 영어 잘 하시네요. Tiếng Anh tốt thật đấy. 오늘 정말 춥네요. 오늘 정말 춥네요. 오늘 정말 춥네요. Hôm nay lạnh ghê, hoặc hôm nay lạnh thật đấy. 오늘 hôm nay 정말 là thực sự. 춥다 춥다 là lạnh. 춥네요 lạnh thật đấy. Đây các bạn ghi nhớ nhé. Các bạn sẽ có những cái động từ này hoặc là tính từ, các bạn bỏ tà đi gắn 네요. Hoặc là đối với vị từ 이다 thì các bạn cũng bỏ tà đi gắn 네요, thể hiện cái sự cảm thán ngạc nhiên. 벌써 여름이네요. Ôi vậy là đã là mùa hè rồi đấy, hoặc là đã là mùa hè rồi. 가족이 많네요. Gia đình bạn nhiều người thế. 한국어 잘 하시네요. Tiếng Hàn tốt thật đấy. 오늘 정말 춥네요. Hôm nay lạnh ghê, hôm nay lạnh thật. 저는 많이 먹지만 날씬해요. 저는 많이 먹지만 날씬해요. Tôi ăn nhiều nhưng vẫn thanh mảnh. 저는 em, tớ, mình, tôi. Một cách xưng hô khiêm tốn. 많이 là nhiều. 먹다 là ăn. Các bạn sẽ có 먹다 ở đây, động từ của nó. Các bạn bỏ 다 đi gắn 지만. 지만 mang nghĩa là nhưng. Để nối hai vế câu thể hiện cái sự đối lập. Ăn nhiều nhưng 날씬해요. 날씬하다 mang nghĩa là thon thả hoặc là thanh mảnh. 저는 많이 먹지만 날씬해요. Tôi ăn nhiều nhưng vẫn thanh mảnh, gọn gàng. Đối với từ 많이, từ này mang nghĩa là nhiều, đứng đằng trước của động từ, các bạn sẽ có cách phát âm là cái âm hờ này, phụ âm hờ được coi là âm cân. Thế thì các bạn không nối lên để đọc nhé, mà các bạn sẽ nối phụ âm n lên và chúng ta sẽ có là 많이. 저는 많이 먹지만 날씬해요. 언니는 키가 크지만 동생은 작아요. 언니는 키가 크지만 동생은 작아요. Chị cao nhưng em thì thấp. 언니는 언니 là chị.
Từ Onni này dùng xưng hô khi con gái, cái người con gái gọi chị của mình là Onni. Còn nếu mà con trai gọi chị của mình ấy, thì sẽ dùng với từ Nuna. Nuna, như vậy phân biệt một chút nhé. Con trai gọi chị mình sẽ gọi là Nuna, còn khi mà người con gái gọi chị của mình sẽ gọi là Onni. Onni nữa khi ca khư đả, các bạn sẽ có khi ca khư đả mà nghĩa là cao, còn khi ca chặt tả mà nghĩa là thấp. Onni là chị, thung sen là em. Ở đây có sự đối lập thì các bạn sử dụng với chiman. Chiman đứng đằng trước của động từ, tính từ hoặc là danh từ nữa. Onni nữa khi ca khư chiman, thung sen ơn chả gài ở. Chị thì cao nhưng em thì thấp. 베트남어 어렵지만 재미있어요. 베트남어 어렵지만 재미있어요. Tiếng Việt khó nhưng thú vị. Một câu kinh điển. 한국어 어렵지만 재미있어요. Tiếng Hàn khó nhưng thú vị. Các bạn sẽ có ở đây. Danh từ 베트남어 là tiếng Việt này. 어렵다, 어렵다 mà nghĩa là khó. Nhưng mà ngược lại thì sẽ là gì nhỉ? 재미있다, 재미있다 mà nghĩa là thú vị. Thế thì thể hiện cái sự đối lập, các bạn sẽ có từ 지만 đứng đằng sau gốc của động từ hoặc là tính từ. 어렵다 bỏ 다 đi gắn 지만 vào. 베트남어 어렵지만 재미있어요. Tiếng Việt khó nhưng thú vị. Khi mà ai đó hỏi chúng ta là 한국어 어때요? Tiếng Hàn thế nào? Thì thường sẽ được học một cái câu là gì nhỉ? 한국어 어렵지만 재미있어요. Tiếng Hàn khó nhưng mà thú vị, nhưng mà hay. 아파트는 편하지만 답답해요. 아파트는 편하지만 답답해요. Ở chung cư tiện nhưng ngột ngạt. 아파트 là chung cư, tòa nhà cao tầng. 편하다 tính từ mà nghĩa là tiện hoặc là tiện lợi đấy. 지만 là nhưng. 답답해요, 답답해요 mà nghĩa là ngột ngạt. Ngột ngạt hoặc là bức bối. Như vậy, chúng ta vừa có ngữ pháp, động từ hoặc là tính từ các bạn kết hợp với 지만 mà nghĩa là cái gì đó nhưng mà thể hiện cái sự đối lập giữa hai vế câu. 저는 많이 먹지만 날씬해요. Tôi ăn nhiều nhưng vẫn thanh mảnh. 언니는 키가 크지만 동생은 작아요. Chị cao nhưng em thì thấp. 베트남어 어렵지만 재미있어요. Tiếng Việt khó nhưng thú vị. 아파트는 편하지만 답답해요. Ở chung cư tiện nhưng ngột ngạt. 성당에 다녀요. 성당에 다녀요. 성당에 다녀요. Đi nhà thờ. Các bạn sẽ có 성당 là nhà thờ của Thiên Chúa giáo đấy. 다니다, 다니다 gốc là 다니다 mà nghĩa là đi đi lại lại. Thế thì 성당에 다녀요 là đi nhà thờ. Ở bên Hàn thì có 교회 nữa. Chúng ta còn có 교회. 교회 mà nghĩa là nhà thờ tin lành. 교회. Các bạn có thể dùng là 교회 다녀요 cũng mà nghĩa là đi nhà thờ. 교회. 고향에 돌아가요. 교향에 고향에 돌아가요. Về quê. 고향 là quê, quê hương. 돌아가다. 돌아가다 là về, quay trở về. 고향에 돌아가요. Về quê, tôi về quê. 친구가 한국에 와요. 친구가 한국에 와요. 친구가 한국에 와요. Bạn tôi đến Hàn Quốc. 친구 người bạn ấy. 한국 là Hàn Quốc. 한국에 와요. Đi đến Hàn Quốc. 우리 집에 오세요. 우리 집에 오세요. 우리 집에 오세요. Đến nhà tôi nhé. 우리 집 là nhà tôi, nhà của chúng tôi. 오세요 là hãy đến. 우리 집에 오세요. Đến nhà tôi nhé. 빵이나 우유를 사세요. 빵이나 우유를 사세요. 빵이나 우유를 사세요. Mua bánh mì hoặc sữa nhé. 빵 là bánh mì, 우유 là sữa. 사세요 là hãy mua. Động từ đây là 사다 mà nghĩa là mua. Còn 사세요 mua nhé hoặc là hãy mua nhé. Các bạn sẽ có ở đây từ 이나 hoặc là 나 mà nghĩa là hoặc, gắn vào sau danh từ. Đối với những cái danh từ chỉ có phụ âm dưới như là từ 빵 này thì các bạn sẽ gắn 이나.
Còn đối với những danh từ mà không có phụ âm dưới thì các bạn sẽ gắn na. Ví dụ các bạn có thể đổi ngược vị trí lại là gì nhỉ? 우유나 빵을 사세요. Hãy mua sữa hoặc bánh mì nhé. Tức là các bạn chỉ sự lựa chọn, và như vậy chúng ta sẽ có đằng trước và đằng sau của 이나 sẽ là danh từ. 물이나 주스 주세요. 물이나 주스 주세요. 물이나 주스 주세요. Hãy cho tôi nước hoặc nước trái cây. 물, 물 là nước. 주스 là nước trái cây hoặc là nước ép. 이나 hoặc 주세요 là hãy cho. Các bạn sẽ thấy ở đây từ 물 nó kết thúc là một phụ âm, có phát chi phụ âm dưới nên là các bạn sẽ cộng với 이나. Và khi phát âm các bạn nối âm lên. 물이나. 산이나 바다에 가요. 산이나 바다에 가요. Tôi đi lên núi hoặc biển. San có nghĩa là núi. 바다 là biển. 이나 là hoặc. 산이나 바다에 가요. Tôi đi lên núi hoặc xuống biển đấy. 수영이나 축구를 해요. 수영이나 축구를 해요. 수영이나 축구를 해요. Bơi hoặc chơi đá bóng. 수영 là bơi, cái việc bơi lội. 축구 là cái môn bóng đá. 축구를 해요 có nghĩa là chơi bóng đá hoặc là bơi. Các bạn sẽ có 수영 ở đây. Kết thúc là phụ âm nên là các bạn sẽ gắn 이나 vào. Và như vậy chúng ta sẽ có 이나 hoặc là 나 dùng để kết hợp nối hai danh từ để chỉ sự cái sự lựa chọn nó mang nghĩa tương đương trong tiếng Việt là hoặc. Các bạn có thể đổi ngược lại nhé. Ví dụ là gì nhỉ? 우유나 빵을 사세요. Hoặc 주스나 물을 주세요. Hoặc 바다나 산에 가요. Hoặc 축구나 수영을 해요. Các bạn có thể đổi ngược lại nhé. Như vậy chúng ta có vừa rồi là cấu trúc danh từ kết hợp với na hoặc là 이나. Và đằng sau sẽ là một danh từ nữa dùng để chỉ cái sự lựa chọn. Và bởi vì là cái chỉ cái sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái kia nên đằng sau sẽ luôn là kết hợp với các động từ. 사세요 hãy mua, hoặc là 주세요 hãy cho tôi, hoặc là 가요 là đi, hoặc là 해요 là chơi hoặc là làm. 저는 수영할 수 없어요. 저는 수영할 수 없어요. Tôi không thể bơi. 수영하다 là bơi, còn cái đuôi 를 수 없다 là không thể. 수영할 수 없어요. Không thể bơi hoặc là tôi không bơi được. 한자를 읽을 수 있어요. 한자를 읽을 수 있어요. Tôi có thể đọc được Hán tự. 한자 có nghĩa là tiếng Hán, Hán tự đấy. 읽다 mà nghĩa là đọc, còn có thể đọc thì các bạn sẽ có ở đây. Động từ nó kết thúc là phụ âm nên là các bạn sẽ cộng với 읽을 수 있어요. Nếu mà kết thúc là nguyên âm như cái từ 하다 này này thì các bạn sẽ gắn cái đuôi 를 vào gốc của động từ. 수영할 수 없어요 hoặc 읽을 수 있어요 có nghĩa là có thể đọc được. Còn nếu không thể đọc được thì các bạn sẽ có thay 있다 bằng 없다, các bạn sẽ có là 한자를 읽을 수 없어요. Tôi không thể đọc được Hán tự. Tương tự câu trên này cũng thế, chúng ta nói rằng tôi có thể bơi thì các bạn sẽ nói là 저는 수영할 수 있어요. Tôi có thể bơi được. 한국말을 할 수 있어요. 한국말을 할 수 있어요. Tôi có thể nói được tiếng Hàn. Các bạn sẽ có 한국말 có nghĩa là cái lời nói tiếng Hàn ấy, thì 하다 mang nghĩa là, trong trường hợp này 한국말을 하다 mang nghĩa là nói tiếng Hàn. Có thể nói thì các bạn sẽ gắn cái đuôi 를 수 있다 vào gốc của động từ. 한국말을 할 수 있어요. Tôi có thể nói được tiếng Hàn. Và đây các bạn cần đọc biến âm cái từ Hàn Quốc ấy, theo sau của nó là phụ âm M. Nên là các bạn sẽ biến đổi phụ âm G này thành một nét tròn là âm M. Sẽ là Hàn Cung Mày. 영어를 할 수 없어요. 영어를 할 수 없어요. Tôi không thể nói tiếng Anh. 영어 là tiếng Anh. 할 수 없어요. Không thể nói. 영어를 할 수 없어요. Ngược lại tôi có thể nói tiếng Anh thì các bạn nói là 영어를 할 수 있어요. Tôi có thể nói. Như vậy qua cái slide này thì các bạn biết cách sử dụng với cấu trúc động từ cộng với 를 hoặc là 을 수 없어요 hoặc là
hoặc là 모모을 hoặc là 릴 수 있어요 là có thể hoặc là không thể làm được cái gì đó. Các bạn thấy nhá, đối với những cái động từ mà kết thúc là nguyên âm ấy, thì các bạn sẽ gắn cái đuôi 릴 수 vào, còn kết thúc là phụ âm thì các bạn sẽ gắn 을 vào. Các bạn nhớ nhá. 친구를 만나서 영화를 봤어요. 친구를 만나서 영화를 봤어요. Gặp bạn rồi đã xem phim. 친구를 만나서 các bạn sẽ có ở đây. Có hai động từ là 친구를 만나다 là gặp bạn và 영화를 보다. Động từ gốc của nó là 영화를 보다 là xem phim. Thế thì gặp bạn rồi xem phim, các bạn sẽ có cái từ 서 ở đây, được dùng để nối hai cái hành động xảy ra kế tiếp nhau. Gặp bạn rồi xem phim. Và các bạn lưu ý rằng cái chủ ngữ ở trong câu nó phải đồng nhất, tức là tôi gặp bạn rồi chúng tôi xem phim, chứ không thể là gì tôi gặp bạn rồi bạn ấy xem phim, mà chúng ta phải có hai cái hành động này xảy ra cùng một cái chủ ngữ, một cùng một cái chủ ngữ ở trong câu thực hiện cả hai cái hành động này nhé. Tức là hành động của vế trước và vế sau đều là do một hoặc là một nhóm người cùng thực hiện. Ở đây chúng ta hiểu là tôi gặp bạn rồi chúng tôi đi xem phim. 친구를 만나서 영화 봐요. 친구를 만나서 영화 봐요. Gặp bạn rồi xem phim. Nếu như câu trước là gặp bạn rồi đã xem phim, nó đã xảy ra rồi, thì đây là một câu ở thì hiện tại. Tôi gặp bạn rồi, chúng tôi xem phim. 친구를 만나서 영화 봐요. 친구를 만나서 영화를 볼 거예요. 친구를 만나서 영화를 볼 거예요. Gặp bạn rồi sẽ xem phim. Thì chúng ta hiểu là tôi gặp bạn rồi chúng tôi sẽ xem phim. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đuôi 를 거예요 mang nghĩa là sẽ gắn vào gốc của động từ. 친구를 만나서 영화를 보려고 해요. 친구를 만나서 영화를 보려고 해요. Gặp bạn rồi định xem phim. Tức là tôi gặp bạn rồi chúng tôi có ý định xem phim. Thì các bạn sẽ có động từ bỏ tà cộng với 려고 해요. 려고 해요 mang nghĩa là định hoặc là ý định làm cái hành động nào đó. Như vậy, qua cái slide này thì các bạn biết cách sử dụng với 서. Từ 서 nó mang rất là nhiều nghĩa, có thể là vì nên. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ có từ 서, nó mang nghĩa là rồi, dùng để nối hai cái hành động kế tiếp nhau. Các bạn sẽ có động từ các bạn chia theo đuôi A hoặc là O. Hiểu một cách đơn giản là động từ các bạn chia theo đuôi 요, bỏ 요 đi, sau đó là các bạn kết hợp với từ 서. Ví dụ 친구를 만나서 영화를 봤어요. Tôi gặp bạn rồi chúng tôi đã xem phim. 친구를 만나서 영화 봐요. Gặp bạn rồi xem phim. 친구를 만나서 영화를 볼 거예요. Gặp bạn rồi sẽ xem phim. Hoặc 친구를 만나서 영화를 보려고 해요. Gặp bạn rồi định xem phim. 일을 하고 나서 쉽니다. 일을 하고 나서 쉽니다. Sau khi làm xong tôi nghỉ ngơi. Các bạn sẽ có ở đây 일을 하다 mang nghĩa là làm việc, còn 쉬다 gốc của nó là từ 쉬다 mang nghĩa là nghỉ ngơi. Khi mà chia theo đuôi lịch sự trang trọng, các bạn sử dụng với đuôi 쉽니다 sẽ là 쉽니다. Và các bạn sẽ có cấu trúc ở đây là động từ bỏ tà cộng với 고나서 mang nghĩa là xong hoặc là xong rồi. Tức là thực hiện một cái hành động nào đó xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang một hành động khác. 일을 하고 나서 쉽니다. Sau khi làm xong tôi nghỉ ngơi. Từ đây có thể là câu trần thuật ở thì hiện tại. 숙제하고 나서 참니다. 숙제하고 나서 참니다. Làm bài tập xong tôi đi ngủ. 숙제하다 mang nghĩa là làm bài tập. Phát âm từ 제 các bạn gấp đôi phụ âm lên. 숙제하고 나서 mang nghĩa là làm bài tập xong rồi. 참니다 cái từ 자다 ở đây mang nghĩa là ngủ. 참니다 là đi ngủ đấy. 아침을 먹고 나서 회사에 가요. 아침을 먹고 나서 회사에 가요. Ăn xong tôi đến công ty. 아침을 먹다 tức là ăn sáng đấy. Ăn sáng xong thì 회사에 가요 thì tôi đi đến công ty. Các bạn sẽ có 아침을 먹다 là ăn bữa sáng. Xong rồi 고 나서 xong rồi 회사에 가요 rồi tôi đến công ty. Đây là cái ngữ pháp này các bạn không hiểu lầm là thực hiện xong hành động rồi làm một hành động khác. Các bạn không hiểu là nó chỉ
chia ở thì quá khứ nhé, mà chúng ta có thể hiểu dùng để nói về cái ý định của chúng ta. Tôi ăn sáng sau đó, hoặc là ăn sáng xong rồi tôi sẽ đến công ty. Các bạn có thể kết hợp với đuôi câu ở thì hiện tại, quá khứ, tương lai đều được. 회의가 끝나고 나서 보고서 주세요. 회의가 끝나고 나서 보고서 주세요. Họp xong thì đưa báo cáo cho tôi. 회의 ở đây các bạn có là cái cuộc họp đấy. 끝나다, 끝나다 mà nghĩa là kết thúc. Khi mà phát âm thì các bạn chú ý đọc biến âm nhé. Các bạn sẽ phát âm là 끝나다, không phải là 끝나다, sẽ là 끝나다. 회의 ở đây các bạn có thể phát âm là 회의 giống như là cách viết, hoặc các bạn phát âm là 회의. 회의가 끝나고 나서 보고서 주세요. 보고서 là cái báo cáo đấy. 주세요 có nghĩa là hãy đưa cho tôi cái báo cáo sau khi mà cuộc họp học xong, tức là họp xong thì đưa báo cáo cho tôi. Như vậy qua hội thoại này các bạn biết cách sử dụng với ngữ pháp, đó là động từ cộng với 고나서, mang nghĩa là làm cái này xong rồi thì làm cái khác. 일을 하고 나서 쉽니다. Sau khi làm xong tôi nghỉ ngơi, hoặc 숙제하고 나서 잠니다. Làm bài tập xong thì tôi đi ngủ. 아침을 먹고 나서 회사에 가요. Ăn sáng xong thì tôi đến công ty. 회의가 끝나고 나서 보고서 주세요. Họp xong thì đưa báo cáo cho tôi. 마시기는 마시는데 좀 자요. 마시기는 마시는데 좀 자요. Ngon thì có ngon nhưng hơi mặn. 마시기는 마시는데 좀 자요. Ngon thì có ngon nhưng hơi mặn. Các bạn sẽ có ở đây 마시기는 마시는데. Các bạn sẽ có 마시기는 마시다 mà nghĩa là ngon thì có ngon, 는데 mà nghĩa là nhưng mà, 좀 là hơi, một chút, 자요, 자요 gốc của nó là từ 짜다 mà nghĩa là mặn. Trong trường hợp này các bạn hiểu là ngon thì có ngon đấy nhưng mà hơi mặn. 좋기는 좋은데 너무 비싸요. 좋기는 좋은데 너무 비싸요. Tốt thì có tốt nhưng đắt quá. 좋기는 좋은데 các bạn sẽ có 좋기는 좋다 mà nghĩa là tốt thì có tốt, còn cái đuôi 은데 ở đây mà nghĩa là nhưng mà. Ở đây chúng ta sẽ có 은데 hoặc là 는데, nó gắn vào sau gốc của tính từ như thế này để thể hiện ra là mà nghĩa là nhưng, thể hiện cái sự đối lập giữa vế trước và vế đằng sau. Ở đây các bạn sẽ có 좋기는 좋은데, phát âm là các bạn sẽ nối âm lên, hờ và cờ khi gặp nhau các bạn phát âm thành âm khờ. 좋기는 좋은데, tốt thì có tốt nhưng mà, 너무 비싸요, nhưng mà đắt quá, 비싸다 là đắt mà. Ở đây các bạn sẽ có từ 좋다, đây là một tính từ. Tính từ thì khi mà cấu kết hợp với cái ngữ pháp này thì các bạn sẽ cộng với 은데, và khi phát âm các bạn nối âm lên, nhưng trong trường hợp này thì vị trí phát chim là phụ âm hờ, nó kết thúc ở đây được coi là âm câm, nên là các bạn không nối âm, các bạn sẽ phát âm là 좋은데. Và các bạn cũng lưu ý một chút nhé, ở đây cũng là tính từ 맛있다 mà nghĩa là ngon. Lẽ ra thì các bạn sẽ hỏi là ở đây là tính từ thì cộng với 은데, ở đây cũng là 맛있다 thì cũng là tính từ, lẽ ra phải cộng với 은데 chứ, tại sao lại cộng với 는데. Thì mình lưu ý rằng trong trường hợp này thì đây là cái trường hợp mà những cái tính từ mà có gốc là 있다 hoặc là 없다 ấy, thì là trường hợp đặc biệt, các bạn sẽ cộng với 는데 không phải là 은데 nhé. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요. Đọc thì đã đọc rồi nhưng không hiểu. 읽기 các bạn phát âm là 읽기, các đôi phụ âm lên. 읽기는 읽었는데 đọc thì đã đọc rồi nhưng mà 이해 là cái sự hiểu biết ấy, 안 돼요 không được. Tức là đọc thì đã đọc rồi nhưng mà không hiểu được. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요. Đọc thì tôi đã đọc rồi nhưng mà tôi không hiểu. Các bạn sẽ có ở đây động từ. Các bạn sẽ chia theo đuôi quá khứ trong trường hợp này, tức là đã đọc rồi thì các bạn sẽ có 읽다, các bạn chia theo đuôi quá khứ là 읽었다, các bạn bỏ 다 đi và gắn 는데 vào. Đối với động từ hoặc là những cái tính từ mà có gốc là 있다 hoặc là 없다 thì các bạn sẽ gắn 는데, còn là tính từ thì các bạn sẽ gắn với tính từ còn lại khác 있다 hoặc là 없다 thì các bạn sẽ gắn 은데 vào. 보기는 봤는데 기억이 안 나요. 보기는 봤는데 기억이 안 나요. Nhìn thì đã nhìn rồi nhưng không nhớ. Các bạn sẽ có đây
mô tả mà nghĩa là nhìn đấy. 보기는 봤는데, bạn sẽ có 보기는 mô tả mà nghĩa là nhìn thì có nhìn. Còn ở dạng quá khứ sẽ là 보기는 봤는데, nhìn thì đã nhìn rồi, nhưng mà 는데, nhưng mà 기억이 안 나요. 기억이 안 나요 mà nghĩa là không nhớ ra. 기억 là cái trí nhớ ấy, 나요 là nảy ra hoặc là xuất hiện ấy. 기억이 안 나요, 안 mà nghĩa là không. 보기는 봤는데 기억이 안 나요. Nhìn thì đã nhìn rồi nhưng không nhớ. Như vậy ở đây cái ngữ pháp này các bạn cần ghi nhớ đó là các bạn sẽ có 기는 và gắn với 는데. 기는 는데 tính từ hoặc là động từ, các bạn sẽ bỏ tà gắn 기는 và theo sau của nó sẽ lặp lại cái động từ hoặc là tính từ đó cộng với 는데 mang nghĩa là gì nhỉ? Thì cũng có nhưng mà, ví dụ như ngon thì cũng có ngon nhưng mà, hoặc là tốt thì có tốt nhưng mà, hoặc là đọc thì đã đọc rồi nhưng mà. 맛있기는 맛있는데 좀 짜요. Ngon thì có ngon nhưng mà hơi mặn. 좋기는 좋은데 너무 비싸요. Tốt thì có tốt nhưng đắt quá. 읽기는 읽었는데 이해가 안 돼요. Đọc thì đã đọc rồi nhưng không hiểu. 보기는 봤는데 기억이 안 나요. Nhìn thì đã nhìn rồi nhưng không nhớ. 할 수는 있는데 안 하고 싶어요. 할 수는 있는데 안 하고 싶어요. Có thể làm nhưng không muốn làm. 할 수는 있는데, các bạn phát âm đây là gì? 있는데. 할 수 있다 hoặc là 할 수는 있다. 할 수는 있다 mà nghĩa là có thể làm. 는데 mà nghĩa là nhưng. 할 수는 있는데 안 하고 싶어요. 안 là không, đến đầu trước của động từ 하다. Còn động từ các bạn bỏ tà gắn với 고 싶어요 nó mang nghĩa là muốn, tức là tôi có thể làm nhưng tôi không muốn làm đây. 할 수는 있는데 조건이 있어요. 할 수는 있는데 조건이 있어요. Có thể làm nhưng có điều kiện. Các bạn có hiểu là tôi có thể làm đấy nhưng tôi có một điều kiện. 조건 bằng nghĩa là điều kiện, 있어요 là có, đứng đằng trước của 있다 hoặc là 없다, có cái gì hoặc là không có cái gì. Các bạn thường có cái trợ từ y hoặc là ca. 할 수는 있는데 có nghĩa là có thể làm nhưng mà 조건이 있어요 nhưng tôi có điều kiện đấy. 할 수는 있는데 시간이 걸려요. 할 수는 있는데 시간이 걸려요. Có thể làm nhưng mất thời gian. 할 수는 있다 mà nghĩa là có thể làm. 는데 là nhưng. Các bạn lưu ý nhé, 있다 các bạn bỏ tà đi gắn 는데 vào, mình vừa giải thích rồi. Khi mà kết hợp với 는데 mà nghĩa là nhưng thì động từ hoặc là những cái tính từ mà có gốc là 있다 hoặc là 없다 các bạn đều kết hợp với 는데. 시간 là thời gian, 걸려요 là mất. 시간이 걸려요, mất thời gian. 할 수는 있는데 안 해줄 거예요. 할 수는 있는데 안 해줄 거예요. Có thể làm nhưng tôi sẽ không làm cho bạn đâu. Tức là tôi có thể làm đấy nhưng tôi sẽ không làm cho bạn đâu. An có nghĩa là không. He chu tà là làm cho. Còn sẽ làm cho các bạn sẽ có động từ bỏ tà gắn riêng còi ổ mà nghĩa là sẽ. Hal su nun in nun de. An he chu còi ổ. Tôi có thể làm nhưng tôi sẽ không làm cho bạn. Như vậy, bốn cái câu này cũng là cách sử dụng với nun de mà nghĩa là nhưng. Có thể làm nhưng không muốn làm này. 할 수는 있는데 안 하고 싶어요. Hoặc 할 수는 있는데 조건이 있어요. Có thể làm nhưng có điều kiện. 할 수는 있는데 시간이 걸려요. Có thể làm nhưng mất thời gian. 할 수는 있는데 안 해줄 거예요. Có thể làm nhưng tôi sẽ không làm cho bạn đâu. Chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé. Các bạn hãy học chăm chỉ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 천천히 공부해보세요. 다음에 또 만나요.